Sống đời chứng nhân, thứ sáu 14 tháng 4 2023. Xin một đời người ca danh Chúa, xin ngàn người người khen Thiên Chúa, vì những công trình Chúa dành cho thánh nhân, vì những công trình Chúa làm cho tôi vui lấy chi đến đáng ơn. Sống đời chứng nhân, thứ sáu 14 tháng 4 2023. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta đang ở trong những ngày chuẩn bị mừng kính đại lễ lòng Chúa thương xót vào ngày Chủ nhật 16 tháng 4 2023. Bây giờ là đang ở trong tuần cửu nhật, tuần 9 ngày chuẩn bị tâm hồn mừng kính đại lễ lòng Chúa thương xót. Mỗi người hãy tự hỏi, tôi đang chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ lòng Chúa thương xót như thế nào? Xin chào tất cả anh chị em và các bạn trong buổi gặp gỡ hôm nay. Có những người nói, thì cha con mới may áo dài để chuẩn bị đi rước mừng đại lễ lòng Chúa thương xót. Có người nói, thì cha con mới mua được cái cờ mới. Có người nói, thì cha con mới sắm được cái kiệu. Có người nói, thì cha con mới đặt tiệc, vân vân. Tốt không? Tốt thôi, tốt thôi. Tức là còn có cái tốt hơn nữa mà chưa làm. Cái chuẩn bị tốt hơn nữa đó là làm tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót. Có khi bây giờ mọi người mới nghe thấy, ủa, hôm nay thứ sáu rồi còn đâu mà làm nữa. Đó là tại lỗi tại anh chị em, chứ chúng tôi đã bắt đầu làm rồi mà. Làm từ thứ sáu tuần thánh mà, từ tuần trước ấy, từ thứ sáu tuần thánh. Và mỗi ngày chúng tôi đều có gửi lên trên mạng cho anh chị em làm tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót. Cái chuẩn bị tâm hồn là thứ nhất là như thế. Cái thứ hai là nếu mình xét mình coi mùa phục sinh, đang sống trong mùa phục sinh mà mình chưa kịp xưng tội, tội trọng, còn tội nhẹ thì mình ăn thối xin Chúa thứ tha và mình lên trước lễ thì bí tích thánh thể tha tội nhẹ của mình nữa. Nhưng mà nếu mắc tội trọng mà mình còn trần trờ gì nữa, này áo dơ rồi kìa, không giờ thì làm gì? Muốn giặt thì phải làm gì? Phải cởi ra chứ, bỏ đi chứ, mới đi giặt được. Thế thì mình phải cởi bỏ con người cũ của mình đi. Nhìn vào cái con người cũ của mình, thấy còn những vết dơ, vết bẩn thì xin máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch. Để mình chạy đến với ngai tòa lòng thương xót. Rồi chuẩn bị thứ ba nữa là gì? Là chuẩn bị mình thay vì nghĩ đến áo mới, quần mới, tiệc mới, rồi cờ mới, cái gì cũng mới mới, thì hãy chuẩn bị thay vì chi phí vào những thứ đó, thì cũng làm mới tâm hồn mình. Làm mới tâm hồn mình bằng cách là không nghĩ đến mình nữa, mà nghĩ đến người khác, những người nghèo, những người khổ, những người mà không có cơm ăn áo mặc, những người cơ nhỡ đó. Chuẩn bị để làm việc bác ái. Vì Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng là lòng tin sẽ không có nghĩa lý gì nếu không được đức bác ái kèm theo. Và Chúa nói, ta ban cho con ba cách để làm bác ái. Thứ nhất là bằng lời nói, thứ hai là bằng cầu nguyện, và thứ ba là bằng hành động. Lời nói yêu thương, lời nói dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng, lời nói an ủi, lời nói nâng đỡ, lời nói bảo vệ, lời nói chở che. Những lời nói đó là cách mình thể hiện, thực hành lòng thương xót. Rồi mình cầu nguyện, Chúa kinh lòng thương xót Chúa 3 giờ. Phải cảm thấy không thể nào bỏ được. Nếu 3 giờ không làm được thì 4 giờ được không? 4 giờ không được, 10 giờ được không? Giờ nào cũng được chứ. Nhưng mà nếu mà tốt nhất là 3 giờ để mình dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, tưởng niệm cuộc thương khó Chúa lúc 3 giờ. Vì giờ đó là giờ mà Chúa nói lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Giờ đó là giờ mà
cửa trời mở toang ra và ơn phúc tuôn trào đến trên những người kêu cầu lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Ở đâu cũng được. Tốt nhất là vào trong nhà nguyện, tốt nhất là họp nhau lại. Nhưng mà nếu mình phải đi làm, nếu mình phải công ăn việc làm, tôi thấy có những anh chị em ở ngoài đồng, cứ 3 giờ là treo cái máy lên, mở lần chuỗi, rồi mọi người nghỉ, lần chuỗi chung với nhau, sau đó là đi làm tiếp. Ngoài đồng, ngoài ruộng. Rồi trong nhà dòng tôi xuống miền Tây, mấy sơ nói, thì nhà dòng còn cứ 3 giờ reng, cái là mọi người ở đâu ngồi đó, quỳ đó, lần chuỗi 3 giờ. Rồi sau đó ai việc gì thì cứ làm tiếp việc đó. Rồi những người dân tộc cũng vậy. Rồi tôi gặp một đặc biệt nhất là một người bên Úc. Một người Úc. Người Việt Nam, cô ấy người Việt Nam. Cô lấy chồng người Úc. Mà chồng cô là bên Tin Lành. Mà sau đó thì cô về giáo đường Tin Mừng, cô dự lễ. Dự lễ sau cô đem cậu chồng cô đi theo. Rồi hôm đó là gần chia tay. Thì cô nói là mỗi 3 giờ chiều nghe bong bong bong. Thì nhớ đến lời cha đồng dặn là lon lon lon. Rồi lần chuỗi 3 giờ cầu nguyện cho nhau. Rồi từ đó ông về ông nghe suốt. Dĩ nhiên là cô ấy dịch dần dần cho ông, rồi tìm những tài liệu bằng tiếng Anh. Sau đó quyết định là rửa tội thành người Công giáo. Một bên người Úc đoàn hoàng thành người Công giáo. Tháng trước ông về thăm hai vợ chồng về. Vừa gặp tôi, hello, lon lon lon, bon bon bon. Nhớ được mỗi bài chữ đó. Làm dấu là người Công giáo rồi. Vui lắm. Cô nói là anh ấy là người rất khó tính và người rất là duy lý. Không nghe ai. Anh rất là cao ngạo luôn. Vậy mà chỉ có một mình cha là anh ấy chịu thôi đó. Mình cha là anh chịu thôi đó. Vì cho nó về lòng thương cho Chúa chạm vào trái tim của anh ấy thôi. Đó. Thì thưa anh chị em, mình chuẩn bị bằng cách đó. Là cầu nguyện, làm việc bác ái. Và cụ thể là nghĩ đến người nghèo đi. Và tôi nói với anh em thiện nguyện tín thác với lại anh em phát vọng là cố gắng ngày thứ bảy chủ nhật mình đi công tác bác ái. Nói thứ sáu là anh em phải đêm nay anh em phải tổ chức rồi. Vất vả. Nói chung còn lo lắm. Nói, dĩ nhiên lo là mình có trách nhiệm. Còn mình không lo là cái đứa cậy nó làm được đâu được làm. Hay đâu hay đó. Đó là vô trách nhiệm. Mình làm hết sức. Dĩ nhiên là mình lo. Nhưng mà lo không có nghĩa là mình không làm gì. Lo rồi cụm lại không dám làm. Lo là chứng tỏ là tinh thần trách nhiệm. Lo lắng, quan tâm, chăm sóc. Không có lo sợ. Mình có làm gì cho mình đâu mà sợ. Nếu mà làm tổ chức show mà kiếm tiền, lo quá cha, sao lo. Giờ 1000 vé mới bán được có 300. Đó là lỗ vốn, lo. Lo quá không biết là hát có hay không, rồi không biết là trình diễn người ta có vỗ tay hay không. Đó là mình tìm cái sự nổi tiếng cho mình. Còn đây, tôi nói với các anh em là chúng ta làm tất cả vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Ai làm cũng được. Lúc này Chúa dùng người này, lúc khác Chúa dùng người khác. Chúa dùng tôi luôn luôn. Tôi 15 năm đi lan truyền lòng thương xót Chúa rồi. Vai trò của tôi chỉ là người đi tiên phong, người đi cày vỡ thôi. Vậy thôi. Chúa chỉ cho làm công việc đó thôi. Còn gieo hạt vào đó rồi người khác đến hưởng. Chứ mình không được gặt, cày, đi tiên phong. Mà anh chị em biết là đi lính mà đội tiên phong là cái đội là khinh binh đi phá mìn ấy. Mìn nó gài này, cho đám tiên phong đi trước. Có mìn, có nổ, có banh xác thì banh xác mình tiên phong. Rồi bắt đầu đám thiện chiến lính mới đi sau để mà chiến đấu, phá mìn trước. Thì nhiệm vụ tôi Chúa ai trao cho là chỉ là đi húc đi tiên phong. Có nổ banh xác thì nổ trước. Rồi cày vỡ, đất đai cày xong rồi đó. Mời người khác đến. Nếu mà nói theo kiểu dân gian Việt Nam gọi là làm cỗ cho người khác chơi. Vui không? Vui không? Anh làm cỗ mà người khác đến chơi vui chứ. Vui chứ sao không, cái bà này không 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 mặt buồn buồn cái gì. Mà làm cỗ. Bà làm cỗ ông về ông nhà ông ăn, bà muốn ăn ngon bà thấy vui không? Vui chứ. Mà ông không ăn bà buồn chứ. Đúng không?
thì mình làm cỗ rồi người khác cứ đến sơi mà họ ăn ngon, ăn khỏe, ăn vui, vui ngon bổ khỏe rồi mình tiếp tục làm cỗ tiếp, đứng đó mãi, đứng để chờ coi bố mẹ ăn ngon không, ươm bà ngon quá, chờ phải tiếng khen mới chịu được. Bố mẹ ăn chẳng nói năng gì cả, nhà con nó vẫy chai, cha cứ khen cái nó làm chối chết. Thì thưa anh chị em, tôi nói các bạn là mình cứ làm hết sức của mình, cầu nguyện và làm hết sức của mình, tất cả nhớ luôn luôn vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Khi mình làm như vậy thì thành hay bại không có quan tâm, khen hay chê chẳng bận tâm, thành bại khen chê đông hay ít cũng không bận lòng. Chỉ cần trong số thay vì 1.000 người đến họ láo nha láo nháo chẳng có ai nghe ai, chẳng ai trật tự gì cả, còn lại 200 người mà họ giữ trật tự đàng hoàng, họ thành tâm họ đến và họ dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, họ ra về họ nở hoa lòng thương xót, còn hơn là 1.000 người, hơn là 10.000 người chứ. Đông để được cái gì, đông để làm gì, không quan trọng hay hay dở, khen hay chê, đông hay ít không thành vấn đề. Vấn đề là mỗi người mình tự hỏi coi tôi đang làm vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn, hay là vinh danh tôi và lợi ích cho cá nhân tôi, hay là cho cộng đoàn, thu nhập lợi ích vật chất. Không, đừng bận tâm, nhưng mà phải làm hết sức. Đừng chảnh mảng, đừng thờ ơ, đừng cầu thả. Ngồi suy nghĩ, viết từng chi tiết chương trình, từng chi tiết một, từng chi tiết một, phân công người này làm này, người này làm kia, đi kiểm soát hết một lượt xong, tất cả chúng ta cầu nguyện, bắt tay vào việc. Việc ai người đã làm với tất cả trái tim, với tất cả tâm hồn của mình, hết sức lực của mình, không có màng gì người ta khen, người ta chê, người ta comment này, comment kia, người ta vỗ tay hay là người ta la ó, không quan trọng. Chứ có làm cho mình đâu mà cần, thấy không? Làm cho mình đâu mà cần, có lợi gì đâu mà phải cần. Có phải đông thì mình thu được nhiều tiền, ít thì mình thu ít tiền đâu mà sợ. Nhiều hay ít, đông hay vơi, không cần, không quan trọng. Cần là những người đến tham dự, họ có cái gì họ đưa về, họ có cái gì đưa về để cho lòng thương xót nở hoa. Mày lấy chủ đề là hoa lòng thương xót. Hoa lòng thương xót không phải chỉ để ngó, để cắm, nhưng phải nở hoa. Nở hoa bằng cái việc là chính họ cảm thấy gắn bó với Chúa nhiều hơn, mở rộng lòng ra với Chúa nhiều hơn, và thực hành lòng thương xót Chúa với anh em của mình hơn. Và công nhận đó hay. Sao vậy? Nó đi về cái là thấy nó khác hẳn đó. Được rồi đó. Về thấy mặt tươi lên, bà hôm nay thấy vợ con cha, hôm nay vợ con thấy nó tươi hẳn lên cha, bắt đầu nó nở hoa rồi. Mọi bữa toàn hoa hàm tiếu, nghe hé tí hàm tiếu, biểu hoa nở tươi như bông hoa tầm trướng, anh chị em nhìn thấy đấy. Đấy, máu và nước, màu trắng màu đỏ của hoa cầm trướng. Dễ thương chứ, không phải nở tươi như vậy. Từ ngày đi lòng thương xót Chúa, hôm đi dự cái đêm hoa lòng thương xót xong, về thấy lòng cười. Trước chả cười nói với ai cả, giờ thấy cười rồi. Vậy được rồi. Trước giờ nó không bao giờ biết quan tâm đến ai, giờ nó biết nghĩ đến người khác. Đó, nở hoa rồi đó. Trước giờ làm nó cứ sợ hay bị dở, thành công với thất bại. Giờ nó bảo con làm hết sức rồi cha, thành bại là của Chúa, phải của con. Nở hoa rồi đó. 10 điều tâm niệm của lòng con cái lòng Chúa thương xót, anh em đọc chứ. Thất bại hay thành công không quan trọng, vì đó là kết quả là của Chúa và của mình. Mình chỉ làm hết sức thôi. Nhớ như vậy, làm hết sức thôi. Đừng chảnh mảng, đừng vô trách nhiệm, đừng thờ ơ, cũng đừng quá lo sợ, rồi đừng có bao cấp đủ mọi thứ hết. Không, mỗi người việc đâu vào đó, cứ vậy chúng ta làm. Răm rắp, răm rắp, răm rắp, làm xong vui. Thành hay bại anh em cứ bắt tay cười vui, còn thành công anh mũi nở to lên nổ cái đùng, xong rồi thất bại ngồi trách tại mày đấy,
tại nó, chứ phải tại em. Em đã nói nó rồi, nó không chịu hát như vậy, nó đánh đàn như thế, tại ban nhạc, tại. Không phải tại anh, cũng không phải tại em, chẳng phải tại ai hết cả. Đừng có đổ tại ai hết. Mà tốt nhất một người đứng mực, lỗi tại tôi mọi đại. Em thấy em hơi thiếu trách nhiệm trong chuyện đó. Tốt, vậy xong rồi. Chúng ta đâu phải ngồi đó để mà hưởng kết quả, hay là ngồi đó mà giày vò nhau vì chuyện thất bại. Không. Tạ ơn Chúa vì xong một chương trình. Muốn luôn hỏi rằng là chúng ta có để cho người tham dự còn một chút gì để nhớ, để thương. Vậy thôi. Đó là cái điều mà mình trăn trở nhất. Không còn phải cái bận tâm gì cái chuyện khác. Có ai tham dự, có ông Tổng thống đến tham dự, hay Đức Giáo Hoàng tham dự, cũng thế thôi. Làm, tôi đâu có làm cho tôi đâu mà tôi sợ. Tôi đâu có làm cho Đức Giáo Hoàng đâu mà tôi lo. Tôi làm cho Chúa mà. Ông chủ của tôi là Chúa đâu mà chủ tôi là Đức Giáo Hoàng đâu. Bận tâm gì nữa, lo lắng gì nữa đâu. Được không? Được. Cứ thế mà mình làm thôi. Cứ thế mà làm thôi. Có gì bận tâm hết. Và khi mình làm như vậy, mình đang là một cách thức loan truyền lòng Chúa thương xót đấy. Và khi mình đang làm như thế, mình cũng đang là chứng nhân của lòng thương xót đấy. Ồ, tôi đến tôi thấy hay. Mình nó phục vụ tốt thật. Gọi cái nó đến mà nó vui vẻ. Đó là chứng nhân lòng thương xót đấy. Thực ra con đi phục vụ quán cà phê mà con bê nước với cà phê lên mà có gì đâu mà chứng nhân. Đó là chứng nhân đấy. Trời ơi, gì mà mặt nó đưa đến, nó để cái ly bập xong rồi hỏi nó cái gì đó. Tính tiền. Phản chứng rồi. Thế chưa? Không phải là mình phải đứng trên sân khấu mua máy mới gọi là chứng nhân lòng thương xót Chúa. Mà người giữ xe cũng làm chứng được. Người bảo vệ cũng làm chứng được. Người, xin lỗi, lau nhà vệ sinh cũng làm chứng được. Con nhỏ đó lau vệ sinh sạch. Mỗi lần vô nó cười chào người ta đi vô cái ra. Mới lau xong rồi nha, giữ sạch sẽ anh tí nha. Rồi. Lau suốt ngày. Tiêu rồi. Bạn thấy không? Tiêu rồi. Đó. Cho nên những cái công việc mỗi người mà làm tròn nhiệm vụ của mình, đó là mình đang làm chứng. Tôi đang làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Tôi đang sống đời sống chứng nhân. Tôi đang làm cho lòng thương xót nở hoa đấy. Được không? Con là Minh Chi tại Hoa Kỳ. Con tạ ơn Chúa là đấng nhiều lòng thương xót đã chữa lành bệnh cho con. Con bị dương tính với vi khuẩn HP dạ dày gần một năm trời. Con không bỏ cuộc và tín thác vào Chúa và lắng nghe rao truyền những bài giảng của cha. Mặc dù trong thời gian đó có lúc con cảm thấy rằng sự giữ vây quanh cám dỗ con, bệnh tật kéo đến cả năm nay. Khi con biết đến lòng Chúa thương xót, và mỗi ngày con đều chia sẻ những bài giảng lời Chúa của cha lên Facebook cá nhân của con cho các bạn khác. Khi con biết những cám dỗ bệnh tật kéo đến, nhiều sự khó khăn xảy đến với con là con biết con đi đúng đường. Khi gặp những khó khăn thử thách như vậy, con biết con đang đi đúng đường vì Chúa luôn muốn sự tín thác vào Chúa. Con không bỏ cuộc, con vẫn nghe và tín thác và nhiều lần nhắn tin cho cha. Này con được bác sĩ gọi, báo kết quả con mừng lắm. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, nhờ cha mà con biết được đến lòng Chúa thương xót. Happy Easter cha và các anh chị trong nhóm phục vụ. Con là Minh Chi đang sống tại Hoa Kỳ. Con tạ ơn Chúa đã rủ lòng thương xót và nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh Faustina, Thánh Gioan Vallo II, chồng con đã vượt qua được bệnh tật về nhà. Và ơn lành của Chúa ban cho chúng con là khi ở bệnh viện, sức khỏe ổn định, bác sĩ chuyển qua nơi điều trị lâu dài. Trong nhóm bị tai biến, ai cũng bị yếu, bại liệt phần nào đó cơ thể. Nhưng chồng con thì không, trong khi chồng con đã 82 tuổi rồi. Ai cũng nói chồng con là may mắn,
nhưng con đính chính với họ là không có may mắn, nhưng lòng thương xót của Chúa cứu chữa chồng con, chứ không có sự may mắn nào hết. Vì ở đời này phúc bất trùng lai. Từ mùa Covid tới nay, chồng con đã vượt qua bao biến cố lớn. Mỗi lần nguy khó, con đều hiệp thông cùng lời cầu xin của cha van nài đến lòng Chúa thương xót. Đầu mùa dịch chưa có thuốc, chồng con đã nhiễm nặng. Virus đã ăn vào phổi, nằm nhà thương 2 tháng. Một lần chồng con lái xe lạc vào sa mạc Arizona 2 ngày. Mọi người tìm được và lần này bị tai biến. Đây là những biến cố xảy đến mà Chúa đã cứu chữa chồng con. Ở Mỹ, chúng con chỉ là công nhân bình thường, làm tối mặt tối mũi, lương đắp đổi sống qua ngày. Tháng 2 năm 2018, con bệnh nặng phải mổ và mất việc. Ở Mỹ mất việc là kinh khủng lắm thưa cha. Một người bạn giới thiệu con đến với lòng Chúa thương xót. Con bám chặt vào Chúa và đời con thay đổi không ngờ được. Chúng con mua được căn nhà ngay lúc con bệnh và thất nghiệp. Cho đến tận bây giờ con cũng không hiểu nổi làm sao mà mình có thể mua được căn nhà. Nhà là điều không bao giờ chúng con nghĩ tới ngay khi khỏe mạnh đi làm. Còn chưa mua được huống chi là bệnh. Sau khi mua được nhà, con xin được một việc làm lương gấp 3 lương cũ. Và cho đến hiện nay cũng với mức lương cao mà thời gian làm việc lại ngắn lại. Một ngày con chỉ cần làm 4 tiếng. Thưa cha, không có từ nào diễn tả được tâm lòng của con. Con nói, Chúa ơi, con yêu Chúa. Mà từ yêu với con bây giờ thấm thía lắm cha ơi. Tháng 9 năm nay con muốn về gặp cha, thăm bà cố. Xin cha chúc lành cho dự định chuyến đi của con được tốt đẹp. Thưa chị em, có nhiều khi chúng ta không dám mạnh dạn nói với người khác là ơn lòng thương xót Chúa đâu. Nó ử may, ra nó may mới ử may. May là gì? May là gì? Xui là gì? Rồi bây giờ cứ hơi tí là hên xui. 50-50. Sống mình cứ lơ lơ lửng lửng, chẳng biết ai là người quyết định cho mình 50-50 hay hên xui. Còn nếu mình tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa thì biết rằng là mọi sự xảy đến đều nằm trong lòng thương xót của Chúa. Chẳng có gì gọi là may hay xui. Chẳng có gì là 50-50. 100%. Dứt khoát. 100% trong lòng thương xót của Chúa. Tất cả mọi sự đều tốt đẹp cho những người yêu mến Chúa. Vậy thì tôi tín thác vào Chúa, những cái chuyện đã xảy đến với tôi, với cộng đoàn của tôi, với gia đình của tôi, làm sao mà ngoài thánh ý của Chúa được. Mặc dù thánh ý Chúa và ý của tôi đôi khi nó khác nhau lắm mà nhỉ. Tôi muốn khỏe, Chúa cho bệnh. Tôi muốn thành công, Chúa gả cho thất bại. Mà người ta bảo là xui. Nhưng mà không ai anh chàng đó. Lỡ chuyến bay, về trách móc vợ, đủ thứ, không chịu đánh thức anh dậy rồi, không có chịu rồi, thế kia. Hai vợ chồng càn cắn đánh nhau, coi như thua quá, rồi chuyến này mất thiệt thại biết bao nhiêu vân vân và vân vân. Đến tối thì người ta báo tin là chuyến bay đã bị nạn và không ai sống sót trong chuyến bay đấy. Vợ nhìn chồng, chồng nhìn vợ, nói sao đây? Hả? Nói sao đây? May xui. Hên xui. May quá. Sao sáng này nói là vì xui, vì lỡ chuyến bay. Bây giờ lại bảo là may quá. Mà không biết mở miệng ra là hallelujah, tạ ơn Chúa. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chị Nguyễn Thị Thoa, là người ngoại đạo, đang bị bệnh nan y khó chữa. Vì con là người giúp việc chăm sóc cho chị. Khi con mở điện thoại để nghe cha giảng về lòng thương xót Chúa thì chị ấy rất thích nghe, mặc dù ngoại đạo. Hôm nào con chưa mở thì chị lại nhắc con, hôm nay cha không giảng nữa à? Vậy là con mở cho chị ấy nghe, rồi chị dễ đi vào giấc ngủ. Con không thấy chị ấy đau nhức nữa.
vì chị bị ung thư phổi di căn lên não và vào xương rồi. Xin cha cầu nguyện cho chị ấy bớt phần đau đớn. Chị ấy ngoại đạo nhưng tin vào Chúa lắm. Con là Maria Đoàn Mỹ Ngọc của giáo xứ Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Cách đây khoảng một tháng, con nhắn tin xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ con hết bệnh tiểu đường và cao huyết áp. Hiện tại, Chúa đã cho mẹ con gặp thầy gặp thuốc. Bệnh tiểu đường của mẹ con hiện tại đã cải thiện rất nhiều. Đường huyết đã được ổn định hơn trước đây. Trước đây lượng đường của mẹ con cao lắm. Con và mẹ mừng lắm cha ạ. Mẹ con là người đạo Công giáo nhưng đã bỏ Chúa 35 năm. Mẹ con được người ta cho cái máy bài giảng lòng Chúa thương xót của cha. Mẹ con nghe. Sau đó, mẹ con đi xưng tội và quay trở về với Chúa. Mẹ con đi lễ Chúa Nhật hàng tuần, giữ chay kinh tiệt thứ 6, sống tiết kiệm để làm bác ái theo lời Chúa. Giữ miệng để không nói chuyện thiên hạ và phán xét người khác. Mẹ con cũng bị cám dỗ nhiều lắm. Nhưng may mắn, vì mẹ con những lúc ngã lòng luôn nhớ đến Chúa, mẹ con đọc kinh xin Chúa giữ gìn mẹ. Con cũng nhờ ơn Chúa mà từ một người ngoại đạo được vô đạo. Lúc con đang học giáo lý chuẩn bị rửa tội, con bị ma quỷ cám dỗ dữ lắm. Chúa thương giữ gìn con. Hiện tại con hết lòng yêu mến Chúa, dù con còn nhiều thiếu sót và chưa biết nhiều về đạo. Nhưng con tin tưởng Chúa hết lòng và một lòng trông cậy phó thác vào Chúa và mẹ Maria. Con bị bướu cổ hơn 3 năm nay, con bị nặng lắm, mắt con lồi ra. Bác sĩ ở chỗ con không trị được bệnh của con. Bản thân con cũng định buông xuôi tất cả. Nhưng thật may mắn, một năm trước con được ơn biết đến Chúa rồi con theo đạo. Từ đó Chúa đã dìu dắt, đỡ nhẹ cho con mọi thứ. Trước đây, vì ảnh hưởng bệnh mà tính tình con nóng nảy cáu gắt, lúc nào mặt con cũng hầm hầm sát khí, mắt thì đỏ ngầu, gặp ai con cũng quát tháo, không kiểm soát được. Con bị biếu độc nên lúc nào cũng mệt, đi vài bước là thở dốc, nhiều lúc con thở ngắt quãng, mất thở mấy giây mới thở lại được. Ban đêm, bệnh nó nóng trong người, con mất ngủ suốt, tay chân run rẩy. Bệnh ảnh hưởng đến tất cả cơ quan trong cơ thể nên con mệt mỏi lắm. Nhờ có Chúa, con rửa tội rồi con đi lễ. Chúa che chở ban ơn cho con. Hiện tại con bệnh hơn 3 năm rồi. Ai cũng nói bị bệnh nặng như con chắc phải mệt lắm. Nhưng từ ngày con vô đạo, tính tình con hiền hòa lại. Con kiểm soát được cơn nóng giận của mình và không cáu gắt với mọi người nữa. Gặp ai con cũng hòa nhã, vì con nghĩ Chúa đã cho con ơn riêng để thương yêu mọi người. Hiện tại con bị bệnh lâu rồi, nhưng trong người con không còn bị nóng như trước đây nữa. Con đã thử chạy bộ, chạy xe đạp. Con thử xách 2 bình nước lọc 5 lít leo lên cầu thang, mà con vẫn không cảm thấy mệt như trước kia. Hôm vừa rồi con một mình lên Sài Gòn khám bệnh, đi đi lại lại leo cầu thang trong bệnh viện mà con khỏe re. Con vui mừng lắm cha ơi. Sức khỏe của con bây giờ tốt hơn trước rất nhiều. Mẹ con và con biết là nhờ ơn Chúa ban nên luôn luôn đọc kinh tạ ơn Chúa và tạ ơn Đức Mẹ. Con đi khám bệnh trên Sài Gòn, bác sĩ nói biếu của con không phải ung thư. Con biết tất cả những hồng ân đó đều do Chúa thương ban. Chúa và mẹ đã đỡ nhẹ cho con. Xin Chúa ban cho con cha nhiều sức khỏe, là điểm tựa cho giáo dân tin tưởng vào lòng Chúa thương xót. Con Maria Đoàn Mỹ Ngọc ở giáo xứ Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Anh chị em nghe xong thấy lạ. Một người mẹ bao nhiêu năm bỏ Chúa như thế. Rồi một người con mà sau này mới được theo đạo như vậy. Từ một người ngoại đạo bước vào đạo. Một người mẹ 35 năm bỏ Chúa.
một người mà tính tình nó biến đổi vì ảnh hưởng của bệnh tật. Vậy mà Chúa làm cho xoay hết cả mẹ lẫn con. Đại lễ lòng thương xót Chúa sắp tới, ước mong rằng là có những nơi, có những buổi để cho có nhiều người họ lên, họ mạnh dạn họ nói lên được những điều đó. Họ nói với tất cả tâm hồn của họ, họ nói để vinh danh Chúa, nói để cho mọi người tin thắc tuyệt đối về quyền năng lòng thương xót Chúa. Nhiều người đến mà thế gia con muốn nói cho cả thế giới biết. Như Chúa Giêsu nói với Faustina, con hãy nói cho cả thế giới biết về quyền năng vô biên tuyệt đối của lòng thương xót Chúa. Hãy nói cho mọi người, cao rao cho mọi người. Và Chúa nói với người được Chúa chữa lành là con hãy đi về và nói cho mọi người biết những gì Chúa làm cho con. Và người què được Chúa chữa lành thì tung tăng vừa đi vừa nhảy nhót vừa ca tụng Chúa. Đấy, cuộc đời của mỗi người anh chị em mình phải là những lời ngợi ca lòng thương xót Chúa. Đôi khi chúng ta có được ơn Chúa ban mà thứ nhất mình cũng chẳng nghĩ là ơn Chúa ban. Nói thật, thời tí là may quá, ta có mở miệng, mở miệng ra là phải hallelujah, ta ơn Chúa, ta ơn Chúa. Nhưng mà cũng có người mở miệng ra hallelujah, tạ ơn Chúa, nhưng mà chỉ cái gì mà hợp với mình được thì hãy tạ ơn Chúa. Này, có giờ anh té cái rầm cái anh hallelujah, té cái rầm mới quay sang, bà thằng nào đi để cái ghế để toàn vấp té đi, thằng có chớn nào được. Đúng có giờ mà bị đứa bạn mình lên mạng nó chửi mình, vừa đọc xong lên Facebook nó nói mình đủ thứ chuyện, đọc xong hallelujah hallelujah xong tạ ơn Chúa. Bạn ấy sao mà ngồi mặt bí xị vậy? Dạ, chồng con mới mắng con bảo tạ ơn Chúa gì. Thưa anh chị em, đấy, vậy đấy. Cho nên là mỗi một người chúng ta ngày hôm nay mình tập nhìn mọi biến cố trong ánh sáng lòng Chúa thương xót. Tất cả là biểu hiện lòng thương xót của Chúa, dù mình chưa nhận ra hay không nhận ra. Nhưng mà chắc chắn là lòng thương xót của Chúa, chứ không thể chạy đâu được hết. Không có gì thoát khỏi lòng thương xót Chúa đâu. Dù có cỡ nào đi nữa, như câu chuyện như đây. Con là Maria Thủy Phạm. Con cứ ngụ ở nước ngoài, gia đình con là người đạo gốc. Bố mẹ và các em con đều giữ đạo một cách sốt sáng. Nhưng chỉ riêng con là người đã xa Chúa gần 20 năm nay. Nửa cuộc đời của con rồi cha. Từ khi con rời Việt Nam, con đã không đến nhà thờ, không xưng tội, không rước lễ và cũng chẳng bao giờ con cầu nguyện để xin Chúa điều gì hết. Đúng vậy, Chúa đã ban cho con quá nhiều. Chúa cho con ơn lo liệu, sự thông minh, sức khỏe. Những điều con muốn, con đều có. Con những tưởng rằng tất cả điều tốt đẹp này đều là do sự khôn ngoan và do cố gắng của chính mình. Con chẳng bao giờ cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Ngài đã ban cho con. Cho đến năm 2021, gia đình con ở Việt Nam gặp một biến cố trong đại dịch. Bố con bị nhiễm bệnh. Ông phải nhập viện. Trong khoảng thời khắc đó, con không thể về Việt Nam được. Lúc này con mới chạy đến nhà thờ để cầu xin. Lời cầu nguyện của con đã không chạm đến trái tim Chúa và bố của con đã vĩnh viễn rời xa chúng con. Khi con đang viết đến đây, những dòng chữ này, những khoảnh khắc đau đớn từ năm ngoái vẫn đang đâm thấu trái tim con. Bố của con không chỉ là một người đàn ông giỏi giang trong công việc mưu sinh, mà trên hết ông là một người công chính, bác ái. Ông yêu thương người xung quanh như chính bản thân mình. Ông yêu thương người có hoàn cảnh khó nghèo, luôn dành những thiệt thòi nhất về phía ông. Ông luôn dạy chúng con nên biết cho đi và không bao giờ chờ đợi người đáp trả lại. Từ lúc con đã trách ông vì cái cách sống này, thiệt thòi quá. Bố con yêu nhà thờ, luôn giúp đỡ trong các sinh hoạt, xây cất nhà thờ trong khả năng của ông. Thế mà ngày ông rời khỏi cuộc đời này, thân xác ông cũng không được đưa đến nhà thờ vì Covid.
Chúa đã cất ông đi trong hoàn cảnh không một người thân bên cạnh. Bố chúng con đã ra đi lặng lẽ, hiền hậu như cách sống của ông. Thế nhưng, tại sao lại phải lãnh nhận điều đau đớn như vậy? Con không biết Chúa muốn nói với chúng con điều gì qua biến cố này. Và con đã đến nhà thờ hàng ngày, đặt câu hỏi này với Chúa. Con nói với Chúa rằng, Chúa ơi, nếu không có sự hiện diện của Chúa thì sẽ không có sự công bằng cho những người công chính. Nếu không có sự hiện diện của Chúa thì không có sự công bằng cho những người công chính. Và con đã đi xưng tội, đi lễ và rước mình Thánh Chúa mỗi ngày, nghe những bài giảng của cha và tìm hiểu về lời Chúa. Con nghĩ rằng con đã được Chúa thương xót và cho con ơn là nhận biết sự hiện diện của Chúa. Chúng con mất đi một cây cổ thụ. Biến cố này đã làm cho em của con lung lay đức tin, mặc dù em giữ đạo thật tốt từ trước đến nay. Em con không tin rằng sống tốt sẽ được ơn phúc mà chỉ có sự giữ. Con cảm thấy lo sợ và bất an về cách suy nghĩ này của em. Vừa rồi con có về Việt Nam và đi trên xe taxi. Con thấy anh tài xế có tượng Đức Mẹ nên con bắt chuyện với anh. Anh ấy kể cho con nghe về những nơi hành hương anh ấy đã đi qua. Con có nghe anh ấy kể về Cha Long. Con hỏi vậy tôi muốn đến nơi Cha Long thì phải đến đâu? Anh ấy thật ngạc nhiên vì con không biết đến Cha Long và bảo rằng bây giờ cha đã chuyển về trung tâm mục vụ, sẽ khó gặp cha đấy. Từ đó, con bắt đầu tìm kiếm các bài giảng của cha trên YouTube. Con cũng muốn tìm mua radio 365 bài giảng của cha về lòng thương xót, nhưng con không biết mua ở đâu. Cách đây vài tuần, con nhắn tin hỏi nhà sách Hòa Bình, nhà sách Dòng Chúa Cứu Thế cũng không có. Nên con đã tìm kiếm và xem các bài giảng của cha trên trang web tinthac.net. Và con tìm được địa chỉ email này. Con hy vọng email của con sẽ được cha đọc trong vô vàn email khác được gửi đến địa chỉ này. Cha ơi, hiện nay em con, người còn rất trẻ mà đã bị thoái hóa thần kinh, thấy em đau vì bệnh còn rất lo buồn. Con nói em viết email xin cha cầu nguyện. Em của con nói rằng, Chúa sẽ không cho mình đâu, hầu hết là những người ngoại đạo mới được ơn. Bản thân con cảm thấy xấu hổ vì con đã không cảm ơn Chúa đã ban cho con nhiều điều tốt đẹp. Khi bất an con mới tìm đến Chúa. Mặc dù con nhủ rằng tình thương của Chúa lớn hơn tội lỗi của con. Vậy vì sao con viết thư này? Con xin cha cầu nguyện để lòng Chúa thương xót tuôn trào lên em của con, cho em khỏi bệnh tật và trên hết là có đức tin vững mạnh. Vì chỉ có đức tin mới giúp chúng con vượt qua được khổ đau này mà thôi. Kính chúc cha nhiều sức khỏe để tiếp tục sứ mệnh cao cả. Con Thủy Phạm. Thưa anh chị em, đấy là một câu chuyện có thật của một người trải qua những thăng trầm của cuộc sống, sang nước ngoài. Có nhiều người khấn sang nước ngoài xong bỏ Chúa luôn. Có nhiều người khấn thành công thi đậu, hay là mở được công ty, thành công thi đậu mở được công ty rồi cũng bận rộn quá bỏ Chúa luôn. Rồi có mấy người đến xin cầu nguyện. Có anh thanh niên, tôi đưa cái máy cho anh. Bà mẹ bảo cầm máy nghe đi con. Anh nói con không nhận. Bảo lý do gì anh không nhận. Nói người ta nói là nhận máy mà không nghe là có tội. Nói tại sao anh không nghe, bảo vì con bận lắm. Tôi nói có hai chuyện. Thứ nhất là chưa bao giờ mà tôi bảo rằng cầm máy không nghe mà có tội. Tôi trao tặng món quà lòng thương xót Chúa. Đó là quà của lòng Chúa thương xót chứ không phải của tôi. Tôi chỉ là người trao thôi, người phục vụ, người hầu bàn thôi. Anh chị em nhận món quà ấy, dùng hay không dùng, quyền của anh chị em. Đây là ly nước. Anh khát không? Khát thì uống. Mà anh không uống là quyền của anh. Anh khát mà anh không uống thì cũng là quyền của anh. Anh uống thì anh hết khát,
mà không uống thì anh khát. Máy đó, ơn phúc lòng thương xót Chúa đó, anh có nhận hay không nhận là quyền của anh. Anh nhận thì anh được ơn, mà anh không nhận thì anh không được ơn. Anh nghe thì anh được ơn phúc lòng thương xót Chúa, vì đó là lời Chúa mà. Mà anh không nghe thì anh tắt cái đài lòng anh lại, mở đài bên ngoài mà lòng bên trong anh tắt đài, không muốn đón nhận, không muốn nghe, thì anh thiệt thòi chứ Chúa đâu thiệt thòi gì đâu. Đâu có tội tình gì đâu. Tội là do phía chính anh, là tội nghiệp cho anh. Khát mà bỏ nó uống, nó không uống. Uống đi, lại ngồi yên không nhúc nhích. Uống. Trời ơi. Tiếc quá không uống. Đó. Thứ hai, anh nói anh bận, anh không có giờ anh nghe. Anh bận đi làm. Anh bận đi làm và anh đến làm gì? Anh đến xin ơn. Anh xin ơn xong rồi anh đi về, anh để đây tôi muốn làm gì tôi làm à? Tôi đâu phải ông thầy bùa, thầy ngải, thầy chùa gì đâu. Ông thần ông bụt gì đâu mà anh đến anh khấn xong anh đi về rồi phần tôi làm gì tôi làm. Anh đến với tôi chỉ cho anh đây là cách cầu nguyện đây, máy đây, về nghe, sách đây, về đọc, chuỗi đây, về lần, ảnh đây, về cầu nguyện. Về làm đi. Đây chỉ là mới khởi đầu mà thôi, khúc dạo đầu thôi. Còn chuyện được ơn hay không được, được như thế nào thì tùy anh. Nếu anh đến đây xong anh cầm, anh không nhận, anh bảo là còn bận lắm còn về thì thế anh cứ về. Anh bận thì anh cứ bận. Và Chúa cũng bảo là thôi thì con bận thì con cứ làm việc của con đi nhá. Làm đi. Thế thôi. Đúng không? Còn khi mà anh kết hợp với Chúa thì từng ngày, từng phút, từng giây Chúa ban ơn cho anh, Chúa nâng đỡ anh, Chúa che chở và bảo vệ anh. Còn anh không cần Chúa nữa thì bảo thực rồi. Thế con làm bận thì con cứ lo việc của con đi. Nhưng mà lúc ốm đau thì đừng đến nữa nha. Lúc thất bại thì cũng quên đi nha. Anh bận mà. Chứ bộ gì, Chúa, anh cứ coi như lòng thương Chúa là người đầy tớ à? Cứ đứng chờ ông chủ cần gì thì đưa à? Vậy chữa bệnh đi. Nhức đầu lại. Nhà chưa bán được, khẩn bán được nhà. Chưa cưới được vợ, lại cưới được vợ. Chúa cứ như người đầy tớ rồi phán sau Chúa phải là bằng à? Không biết cái chuyện đấy. Anh bận thì cứ bận đi. Tôi đâu sao đâu. Anh cứ về đi, anh cứ bận đi. Nhưng mà nhớ nha, anh đã bận rồi, tức là anh không cần Chúa. Thì anh không cần Chúa thì anh đừng đến nữa. Và Chúa cũng bảo mày đâu cần tao đâu. Vậy thì tao bận tao mày làm gì? Anh trả lời sao? Ồ vậy hả? Thế sao nữa? Chúng ta luôn lý do là bận. Luôn lý do là bận. Đi làm lòng thương Chúa lúc nào cũng kêu bận, lúc nào cũng bận, lúc nào cũng bận. Bận tức là anh chỉ lo cái việc của anh mà không bận tâm gì đến Chúa. Gọi là bận, là không bận tâm gì đến Chúa. Để tôi làm việc của tôi. Và khi tôi làm việc của tôi thì tôi không bận tâm gì đến Chúa. Nhưng mà không làm xong tôi lại chạy đến với Chúa. Chứ kỳ vậy. Mẹ khí. Lúc nó no nó chẳng bao giờ gọi mình. Cứ đói anh chạy đến. Đói, đói. Sao lúc no mẹ nói gì đến tao? Chúa cứ làm như người bồi bàn đứng. Dạ, dạ vâng, dạ vâng. Vừa phải thôi. Lòng thương xót không phải là người bồi bàn. Lòng thương xót là đáp lại lòng của con người mở ra khao khát. Khao khát lòng thương xót Chúa. Và Chúa cũng khao khát để ban. Mà với điều kiện là anh phải mở ra. Anh cứ bận 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 đi. Mới miệng ra là bìa chúng ta luôn luôn lý do là con bận lắm chứ. Nói đi làm công tác bác ái. Chẳng ai hăng hái. Ai cũng mở miệng ra bận. Đến lúc mà mình đói thì lại sao chẳng ai đến với tôi. Tại sao lúc mà anh có anh không đến với người ta. Anh bận. Thế giờ người ta cũng bận thôi. Ngồi đó mà chờ. Bận lắm mà nha. Tại sao lúc anh có điều kiện thế mở miệng ra anh bận không thể đến với người ta khác. Thì bây giờ anh đó người ta cũng trả lời là thôi nha, ngồi đó đói đi nha, bận lắm. Làm gì? Anh thấy chưa? Chứ có người ta, đôi khi tôi thấy người ta làm sao.
Thì cứ coi Chúa, coi lòng thương Chúa như là cái người thủ kho, lúc ông gõ cửa là phải mở trao cho người ta rồi thôi. Thì đóng cửa kho lại ngồi đó chờ. Mà không có một cái tương quan mật thiết với Chúa như là người cha, như người bạn, như người yêu. Thủ thỉ, thỏ thẻ, tâm sự gắn bó, liên kết. Từng giây, từng phút, sống chết có nhau chứ. Có phúc cùng, có phúc cùng hướng, có họa cùng chia. Đi có họa thì trốn, có phúc thì dành. Cái kỳ vậy. Nên chịu thấy không ạ? Cho nên đấy là điều mà trong đại lễ lòng Chúa thương xót, mỗi người mình suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại. Mẹ con là Maria Võ Thị Mai, mẹ con là người đạo gốc, nhưng sau kết hôn bị rối hôn phối. Sau khi ba con mất thì mẹ con được nghe máy lòng thương xót Chúa của cha và quyết định quay trở lại đạo, đi lễ ngày Chủ nhật. Và mẹ con đọc kinh lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Hiện nay con và mẹ quyết định quay về xóm đạo, sống gần nơi có nhà thờ để gần gũi với Chúa và các anh chị em cùng đạo. Mẹ con đã xin Chúa ban cho mẹ con một chỗ ở để mẹ con quay về gần bên Chúa, và Chúa đã ban cho mẹ con được như ý nguyện. Hôm nay có các anh chị bên tôn giáo bạn, bên lương vào chỗ cha nên con viết mấy dòng chữ. Tạ ơn Chúa đã cho con biết đến lòng Chúa thương xót. Con xin làm chứng cho chị Maria Nguyễn Thị Lâm là người tân tòng của Chúa. Cách đây 4 năm chị bệnh ung thư đại tràng, đã được ơn Chúa chữa lành không những phần xác mà cả về phần hồn. Sau 3 năm biết đến Chúa, chị được lãnh nhận bí tích rửa tội ngày 28 tháng 10 2021. Sau 3 tháng được làm con cái Chúa, chị đã được Chúa gọi về. Cha ơi, trong 4 năm biết đến Chúa là 4 năm chị hăng say, miệt mài đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Ngay cả những lúc vết mổ chưa lành, ngay cả mấy tháng nằm liệt trên giường bệnh, chị vẫn không ngừng đem lòng thương xót Chúa đến cho nhiều người qua điện thoại, ngồi nằm giường bệnh, nhắn tin, gửi những tin nhắn, gửi những bài giảng đến cho người khác. Những người đến thăm chị đều gửi những bài giảng cho họ. Nói chung chị tận dụng tất cả thời gian và phương tiện để làm sáng danh Chúa. Cha đã cho chúng con cảm nhận và xác tín rằng chị là một ốc đảo di động, cha ạ. Chúa đã đặt chị là người tiên phong truyền giáo nơi những người có đạo bỏ Chúa, và giữa ông bà, cha mẹ hai bên nội ngoại, giữa hàng xóm, anh em họ hàng, bạn bè, là người bên lương. Họ chê bai, chỉ trích, coi thường chị vì chị đã được Chúa cho làm con cái của Chúa. Cha ơi, thật là kỳ diệu. Chồng chị đã lo cho chị đầy đủ nghi thức bên công giáo. Mộ của chị xây xong là những cây thánh giá tuyệt đẹp nơi nghĩa trang của những người ngoại đạo. Đúng là do Chúa sắp xếp mọi việc để làm sáng danh Chúa. Chị đẹp lòng Chúa lúc còn sống và ngay cả khi được Chúa gọi về. Hôm nay những người ngoại đạo ở cách giáo xứ chúng con 15-20 cây số ao ước vào với cha. Chính những con người này là tông đồ đem Chúa đến cho nhiều người khác, nhiều thế hệ lắm. Họ không những cầu nguyện mà còn sốt sáng làm bác ái nữa, cha ạ. Họ chất chiêu những đồng tiền nhỏ làm bác ái. Con thấy xấu hổ vì bản thân con là con cái của Chúa, là đạo gốc mà không làm được như những người bên lương ấy. Hai lần con xin cha được 120 đài lòng Chúa thương xót, 20 cuốn sách kinh nguyện con đã chia sẻ hết rồi, cha ạ. Con nghe cha giảng là lời Chúa, là lòng thương xót Chúa không biên giới, nên chúng con loan truyền sang các tỉnh lân cận, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định. Rồi có người đi viện cũng xin mang đi để chia sẻ. Con vào Nam Định, con mang theo 5 chiếc đài cũ đi chia sẻ. Lúc đầu con cũng do dự vì sợ họ không nhận. Trên đường đi con cầu nguyện xin Chúa đồng hành cùng con, và lòng thương xót Chúa đã đến được với người ngoại đạo bệnh tật. Tạ ơn Chúa, ai cũng đón nhận và không đủ để chia. Đến bà cụ 80 tuổi cũng bảo cảm ơn Chúa và kể cho biết bà ra nhà cháu họ chơi gần nhà thờ. Bà nghe đọc kinh và cha sứ giảng. Bà ước ao có một chiếc đài lòng thương xót Chúa để nghe mà không biết làm thế nào.
Từ lúc con chia sẻ vụ mở đài cho bà cứ luôn miệng nói hay quá, thấm thía quá. Xin cha và cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho cộng đoàn lương giáo của chúng con, cộng đoàn bên lương, trung thành, bền đỗ, bình an. Và cho mỗi chị em lương giáo chúng con nhận biết được ốc đảo lòng thương xót Chúa trong con người tội lỗi của mình. Đứa con tội lỗi Maria Teresa Đường, giáo sứ Kẻ Mốt, giáo phận Bắc Ninh. Một người công giáo gốc mà nói về những người bên lương, những cộng đoàn bên lương mà ta có cảm giác như là đổi vai. Là những người bên lương ấy, những cộng đoàn bên lương ấy mới đích thực là cộng đoàn lòng thương xót Chúa, cộng đoàn công giáo đích thật. Còn cái người này mới là người bên lương. Mà tôi thấy chỉ có Chúa mở miệng chỉ nói thôi. Nói câu mà tôi suy nghĩ rất là nhiều, đó là ốc đảo lòng thương xót Chúa nơi mỗi người. Anh chị em thấy không? Mỗi người là một ốc đảo lòng thương xót Chúa để nối kết, để lan tỏa, để người ta có thể đến nhận lòng thương xót Chúa nơi mình. Nếu chúng ta có một ốc đảo lòng thương xót Chúa, cụ thể là có một không gian đó, có vị trí đó, có nơi chỗ đó, thì nó vẫn chỉ là có giới hạn và có cái biên giới 1 hecta, 20 hecta, vân vân, nằm trong cái khoảnh đó mà thôi. Còn ốc đảo di động, chứ dùng mỗi người chúng con là một ốc đảo di động của lòng Chúa thương xót. Người ngoại đạo nói như thế đấy. Đi đến đâu là đem lòng thương Chúa đến đó, đi đâu nói về lòng thương Chúa, đi đâu là loan tỏa lòng thương Chúa đến đó. Đó còn khủng khiếp, còn lớn mạnh, còn hiệu quả gấp mấy lần ốc đảo lòng thương xót Chúa mà có cơ sở vật chất, đúng không? Nếu ốc đảo lòng thương Chúa mà ở đó khô, cứng, ngắc, chỉ có tên, có địa danh, có hình thức, có nghi lễ mà không có sự sống ở trong đó thì ơn ích gì? Đúng không? Chỉ là cơ chế, cơ cấu, ơn ích gì? Còn đây không cơ cấu, không cơ chế, không biên giới. Mỗi người là một ốc đảo lòng thương xót Chúa di động. Và cầu nguyện cho mỗi anh chị em lương giáo chúng con nhận biết ốc đảo lòng thương xót Chúa trong con người tội lỗi của mình. Trong mỗi con người, dù là tội lỗi, dù là lương giáo, dù là gì, vẫn có một ốc đảo lòng Chúa thương xót ngự trong đó. Mời anh chị em cùng kết thúc bằng bài hát Lòng Thương Xót Chúa 3 của Nguyễn Chánh trong Kinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa trang 112. Chúc anh chị em và các bạn chuẩn bị tâm hồn thật sốt sáng mừng đại lễ lòng thương xót Chúa, ấm cúng, bình an, sốt sáng và tràn đầy niềm vui, sức sống của lòng Chúa thương xót. Khi con khẩn cầu lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi, khi con nhìn về quá khứ hiện tại cuộc sống của con đây ngỡ ngàng vì ánh sáng lòng thương xót Chúa đã dìu con bước đi dù trong khó nguy, vì Chúa vẫn thương con. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, bao la biển rộng suối nguồn hạnh phúc. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, con không lo sợ bão tố trần gian. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, ánh sáng diệu kỳ chở che đời con. Hãy tin thác vào lòng thương xót, Chúa sẽ đưa con đi trong an bình.